Vô Cưng coi em quá. này 68. Tán ngang em này 70. Cái cũ nè. Hành gốc em này 18. Trời ơi, cái cũ đẹp lắm nha cả nhà, lùng lực rất là dễ thương nha. Trời ơi, hiếm có được những cái cây thọ hương mà nó như thế này thôi nè. Đúng rồi đó. Đó, anh chị mình cái cũ đem đây luôn cái cũ nha. Thấp thân nó nằm mà. Trời ơi, 35 cái cũ luôn nè. Dạ, em chào cô chú anh chị mình quay trở lại kênh của em ha. Hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị đẹp nha cô chú anh chị. Hôm nay thì chị có một số cái mặt hàng mới để giao lưu với cả nhà mình ha. Em mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho chị nha. Rồi em chào chị đẹp ha. Chị chào em, kính chào cô chú mình nhé. Hôm nay quay trở lại vườn của em thì em sẽ lên giao lưu với anh chị mình gồm một số loại giống như là có Sài Gòn có nè, Đa Phúc có nè, Không Nhị có nè, Thọ Hương có, Dẫu Như Ý có. Thì một hồi tới đâu thì em sẽ giới thiệu chi tiết được thì anh chị mình ủng hộ cho em với nha. Thì địa chỉ của vườn em thì ở Vĩnh Thành, Chợ Đáp, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu với em là 0968282738. Số này em có dùng cho Zalo nha cả nhà. Nếu anh chị nào có thời gian mà muốn giao lưu thì cứ đến trực tiếp vườn của em đi. Anh chị mình cùng nhau học hỏi để mà mình trao dồi kinh nghiệm với nhau, để mà mình cùng chăm sóc cái cây mai này cho nó đẹp hơn nha cả nhà. Thì hôm nay đầu clip là em lên với một số là một mã số 1 cây siêu bông Sài Gòn. Hàng này tuy nó nhỏ nhưng mà tại vì em con tàn em xử lý em lại lá hết rồi. Anh chị mình mua cái cây này về thì không cần phải con tàn lại lá gì nữa hết. Thời gian đầu, mấy tháng đầu thì anh chị mình có thể đi dưỡng dưỡng rễ, dưỡng lá và thuốc sâu dùm em thôi nha. Dạ. Chiều cao em này thì 77. Tán ngang em này 65. Hành gốc em này 23. Đó anh chị, một bo em siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Cái cây này thì em sẽ giao lưu với anh chị mình cây này với giá 800, bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Toàn bộ cái lô này thì em đã được 2 năm mấy rồi nha cả nhà. Dạ, con tàn hết cô chú. Dạ. Cái cốt mà cô chú mình nhìn già cây nha. Dạ, xuống cây luôn ạ. Tiếp theo cô chú mình. Một em tiếp tục một em cúc thọ hương nha. Trời cả nhà. Ơi, cái tàn. Chiều cao em này 68. Tán ngang em này 70. Cái cũ nè. Hành gốc em này 18. Trời ơi, cái cũ đẹp lắm nha cả nhà, lùng lực rất là dễ thương nha. Trời ơi, hiếm có được những cái cây thọ hương mà nó như thế này thôi nè. Đúng rồi đó. Đó, anh chị mình cái cũ đem đây luôn cái cũ nha. Thấp thân nó nằm mà. Trời ơi, 35 cái cũ luôn nè anh chị mình ơi, thấy rất là thấy cưng ha. Dạ. Cái này em giao lưu với cái này giao lưu với anh chị mình với giá 900, bao phí nha cả nhà. Cái này rất là lùng lực mà nhìn nó khỏe đẹp lắm anh chị ơi, toàn lùng lực luôn nha. Trời ơi, cây quá đẹp cô chú. Tiếp theo cô chú mình. Mã số 5 nha cả nhà. Tiếp tục một em Sài Gòn ha. Xâm xê luôn. Chiều cao em này 81. Tán ngang em này 80. Hành gốc em này 22. Trời ơi. Cây này em vô lưu với giá 800 thôi nha cả nhà. Xuất sắc nha cả nhà. Đế cũng khá đẹp cô chú. Xuất sắc luôn ha anh chị mình. Dạ, cây. Đó, cô chú mình tham khảo ha. Mã số 5 luôn ạ. 800 bao ship. Số 6 cả nhà. Mã số 6 em này là một cây Đa Phúc nha cả nhà. Hình chà bá luôn. Hình gốc mình 34 lận anh chị ơi. Nha, 34 lận. Tán ngang em này tới 96 lận. Dạ. Chiều cao 123, hàng này em cũng con tàn xử lý hết rồi nha cả nhà mình. Tết nay mình về mình chỉ chăm sóc và chơi Tết thôi nhé, không cần lại lá con tàn nữa nha anh chị mình. Dạ. Yeah. Cái cây mã số 6. Cái cây Đa Phúc này em giao lưu với anh chị mình cây này với giá là 2.1 triệu, em bao phí vận chuyển đến tận nhà luôn nha anh chị mình. Dạ. Yeah. 2.100.000 á cô chú anh chị, trời ơi cái cây bự lắm nha cô chú mình. Hoành tới 34 lần á cả nhà. Dạ. Yeah. 7 luôn cô chú mình ha. Mã số 7 là một em Dảo Như Ý nha anh chị mình. Anh chị mình cũng nên là mình theo phong trào hiện tại là dạo em này nó cũng đang hot thì có thể là mình vài trăm ngàn mình mua một cây này về mình làm giống cũng được cả nha. Chơi Tết ha, 12 là hoành gốc. Cây này về nếu anh chị nào có cần lấy bo lấy được ngay nè cả nha. Quá trời. Tán ngang là 40. Chiều cao 57, anh chị nào lấy bo thì mình lấy được ngay, còn không lấy bo thì mình để như thế này Tết nên mình chơi Tết nha cả nha. Cây này em giao lưu với giá 500 thôi cả nhà, bao phí đi kiện gỗ hết luôn nha. Dạ cô chú mình nhìn nè, trời nó xanh mướt cái đọt cô chú già nha, về lấy liền được hết cô chú. Tiếp theo ha. Mã số 8. Hành gốc 13. Tán ngang là 49. Chiều cao này 70. Khá cao sắc nha cả nhà.
Cây này em giao lưu với giá là 550 bao phí luôn nha anh chị mình. Mã số 8 nha, một em giữ như ý luôn nha. Bao quá trời của chúng mình nè. Mã số 9. Mã số 9. 11 là hoành gấp. Đường nắp thân đẹp luôn chú. Tán ngang là 45. Chiều cao này 67. Mã số 9 nha cả nhà. Dạ. Này thì em cũng giao lưu với anh chị mình với giá 550 bao phí luôn nha cả nhà. Dạ rồi, 550 cho mã này ạ. Rồi, tiếp theo của chúng mình. Mã số 10. Tiếp tục là một em như ý. 12 hoành gốc. Chúng mình phải tàn. Tán ngang 50. Chiều cao 76. Hết biết. Cái này em cũng giao lưu với giá 550 bao phí luôn nè cả nhà. Cái đó 550 đáng đồng tiền luôn của chúng mình nha. Nó bự lắm của chú, đẹp ha. Tiếp theo luôn. 11 cũng là một em giảo như ý luôn nha cả nhà. Hình gốc em này 10. Tán ngang em này 53. Chiều cao em này 75. Cây này em giao lưu với giá 500 bao phí luôn nha cả nhà. Dạ. Mã số 12 ha. Hết bực. Mã số 12 nha cả nhà, cũng tiếp tục là một em như ý ha. Chiều cao này là 70. Tán ngang em này 51. Hình gốc em này 12. Một cây à. Cả nhà 550 luôn nha cả nhà, mã số 12 ha. Dạ. Một em giảo như ý nha. Mã số 12 này thì em xin khép lại cái clip ngày hôm nay của em hơn. Thì mọi chi tiết anh chị mình có thể đến trực tiếp giường em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, chợ Lớp Bến Tre. Không thì cả nhà mình có thể alo em qua số điện thoại là 0968282738 nha cả nhà. Và em cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết clip. Và em xin chào hẹn anh chị mình những clip tiếp theo của giường em nữa ạ. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà mình và em hẹn gặp lại ở video tiếp theo luôn nha.